Xin chào tất cả các bạn, mình là Lâm Ngân Mai Rừng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng một cái phôi mai hơi đặc biệt một tí xíu. Các bạn cùng chờ xem nha. Đây là một cái cây mai mình đã lấy về, có bộ rễ nói chung là cũng khá là đẹp. Cây mai này ở gốc ở Phú Yên nha các bạn, giá cũng rẻ thôi. Đây, mình cắt một cái nhánh rễ của cây mai này ra các bạn xem coi ổn không nha. Cái rễ này thì mình cắt nó dạng hình thú, dáng nó cũng hơi kỳ quái một tí xíu. Mình cắt cái rễ này ra để mình trồng riêng. Còn cái cây mẹ mình đã trồng rồi nha các bạn xem qua lần lượt của cái mai này có cái gì đặc biệt không. Cái này toàn bộ rễ nha các bạn, này không có phần thân. Mình cắt xong mình trồng chăm như một cái phôi mai bình thường độc lập thôi. Đây các bạn nhìn nha, nó có đủ bốn chân, cành cũng co lắc, chung nhìn rất là duyên. Hy vọng là cây này mình trồng nó sẽ sống và nó cho ra một cái tác phẩm mai đẹp. Cái chậu thì mình dùng cái chậu dạng thuyền hợp với lại cái dáng của cây mai này nha các bạn. Cái cây này thì hoành nó cũng khá nhỏ thôi, tầm 35 35 40 gì vậy. Cái phần to nhất phía trên á, ở dưới thì cái chân phân bố cũng khá đều, có chân bốn chân rõ ràng và có phần đuôi nữa nha các bạn. Này rất là dễ lên bonsai. Các bạn lên thì kiểu gì nó nhìn nó cũng có cái dáng của nó hết. Các bạn coi qua nha. Các bạn có thắc mắc về việc trồng rễ, trồng như thế nào, các bạn có thể comment phía dưới nha, mình sẽ hỗ trợ mình trả lời luôn. Rễ mai thì nó rễ mai rừng nó rất là mạnh nha các bạn. Bạn trồng thì nó sẽ ra mầm ở cái phần mà tiếp xúc cái phần ánh sáng phía trên đó, nó sẽ ra mầm luôn. Đây. Cái chất trồng ngày hôm nay thì nó cũng bình thường, riêng cái phần chuẩn bị để trồng á thì bạn xem nha. Đây là cái hỗn hợp bao gồm thứ nhất là cái dung dịch N3M mình pha loãng, pha vòng 2 liều. Rồi cái thứ hai là cái khúc kích rễ Lâm Ngân siêu kích rễ á, mình pha chung với N3M với nước khoảng nửa phần xô nước này, xô nước 20 lít nha bạn. Sau cùng là mình bỏ cái đất vườn vào để tạo thành hỗn hợp bùn bùn loãng. Thì phương pháp này mình gọi là phương pháp phôi mai tắm bùn. Cái này thì mình không phải lý tưởng của mình, đây là mình áp dụng theo một cách một bạn bạn đã chia sẻ với mình. Cái cách này mình áp dụng thử cái xem nó hiệu quả hay không. Đây cái bùn thì mình pha loãng như thế này, đây pha dạng như là một dung dịch sền sệt như vậy. Bạn khuấy cho đều, khuấy cho đều lên hết để trộn cái dung dịch kích rễ, vừa N3M vừa là cái siêu kích rễ Lâm Ngân của mình á. Các bạn pha cho loãng, bạn ngâm khoảng tầm 15 phút cho cái hỗn hợp này nó được trộn trộn đều hết nha. Bạn cứ khuấy đều tay lên. Tiếp theo là cái phần mà phôi á, các bạn cho thẳng vào vào xô luôn. Nếu mà phôi nào nhỏ bạn cho ngập vào trong đó luôn để cho cái dung dịch bùn này nó bám vào. Còn cái phôi mình nó hơi to so với kích thước của cái xô 20 lít á, nên cái phần dưới thì mình ngâm, cái phần trên thì mình sẽ đắp bùn cho nó. Nghe phương pháp mà đắp bùn cho mai này thì mình thấy nó cũng rất là thú vị nha các bạn. Trước đó giờ thì các chị các cô các em thì hay đi tắm bùn xì ba vậy đó. Nay thì mình cho cái phôi mai này xì ba luôn. Các bạn xem thử coi nó có tác dụng gì không nha. Cái gì cái phương pháp khoa học cái này á, thì mình để xem nha. Đầu tiên á, cái lớp bùn này nè nó chứa một hàm lượng kích rễ rồi. Khi mình thoa lên như vậy á, cái chất kích rễ này nó sẽ ngấm vào thân và nó sẽ hấp thu từ từ qua cái lớp da của cái phôi. Thứ hai á, cái lớp bùn này nó cũng ngăn cản cái việc mà một số cái khuẩn nấm bên ngoài nó tiếp xúc vào phía bên trong, giữ cho cái phôi mai nó khỏe. Cái thứ ba thì cái việc giữ ẩm của bùn này cũng khá là tốt. Cái thứ tư nữa là ví dụ như các mặt cắt mà tiếp xúc ra rễ á, nó tiếp xúc với cái chất kích rễ ở trong bùn này nè, nó sẽ tạo điều kiện cho cái phần rễ nó ra được tốt hơn. Cái này là mình nghĩ là nó có một số cái ưu điểm của việc mà khi mà mình trét cái bùn này vào. Thì quá trình trét thì các bạn cứ trét cho đều tay như vậy, trét toàn bộ phôi luôn, kể cả phần mặt cắt luôn nha các bạn. Bạn cứ trét phần mặt cắt đi, chút mình sẽ trồng mình sẽ xử lý cái phần mặt cắt sau.
Đây, các bạn có rác rác điều. Mình thì học hỏi được các bác rất là nhiều cái phương pháp trồng khác nhau. Thì mỗi lần mà mình học được một phương pháp mới hoặc một ý tưởng nào đó làm cái cách trồng mới thì mình cũng đều áp dụng thử coi xem cái phương pháp nó đúng hay là không đúng, hoặc là mình cần cải thiện gì đối với phương pháp đó không. Mình rất là thích giống như là nghịch nghịch cách trồng phô mai rừng á, nên mình sẽ thử nhiều. Còn việc mình thành công hay thất bại cũng đều có giá trị riêng của nó hết, các bạn cứ mạnh dạn mà áp dụng nha các bạn. À, trong quá trình mình trát xong cái phôi này thì mình chia sẻ thêm về cái mùa trồng phôi mai rừng. Hiện nay là vào tháng 5, mùa mùa mưa đã đến với một số vùng như là vùng phía Nam, một số vùng ở ngoài khu vực miền Bắc đã mưa. Thì cái phôi mai rừng mà tự nhiên mà nó đã ra lá non hoặc ra hoa thì cái nhựa của nó đã sử dụng cho việc sinh sản á, cái việc ra hoa hoặc là để bung đọt rồi, thì cái nhựa nó không còn ở trong thân nhiều các bạn. Nếu các bạn đào phôi giai đoạn này á, mà nhất là phôi không bầu nữa, thì cái tỷ lệ mà trồng để cho phôi sống và khỏe nó giảm đi đáng kể nha các bạn, nên bạn cũng rất là cân nhắc nếu mà muốn trồng phôi mùa này. Riêng mình thì mình hạn chế tối đa luôn, mình sẽ không trồng, trừ khi một số phôi rất là đẹp và phôi giá cũng tốt thì mình trồng và có phương pháp chăm riêng, nó chăm phải kỹ và đòi hỏi mình phải tỉ mỉ hơn rất là nhiều, không có chủ quan được. Cái việc trát bùn này nó cũng khá mất nhiều thời gian đó, các bạn ghi nhận xem nha. Ở đây mình lần đầu tiên mình áp dụng phương pháp này nên cũng không khuyến cáo các bạn làm theo, chỉ bạn nào thấy hứng thú các bạn có thể áp dụng thử thôi nha. Còn ví dụ như đợi mình sau 45 ngày đi, rồi cái phôi này nó có kết quả tạm thời như thế nào mình sẽ chia sẻ các bạn video tiếp theo. Rồi hẳn các bạn có kết quả rồi bạn áp dụng thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn bạn muốn làm thử thì cứ không sao hết, các bạn cứ mạnh dạn làm. Nếu bạn tự tin vào cái phương pháp này các bạn cứ làm ha. Ở đây thì mình có nhiều khu vườn để trồng mai, khu vườn trồng cái mai lớn, cái vành to cao, gọi là mình tạm gọi là những cây cổ thụ đó, mình trồng riêng, mình có khu vực che nắng riêng. Còn ở đây là một số cái cây mini bonsai, mình có hai khu. Đây là cái khu ở dưới tán cây, khu này là khu cái cây mới trồng thôi, chưa thành phẩm nha bạn. Nói chung là mấy cái phôi này thì nó vừa ra lá thì mình sẽ từ trồng phôi đến cho ra lá mình sẽ để khu này. Đây, rốt cuộc mình đã trát bùn xong rồi nè, bạn xem qua lượt nữa nha. Còn cái lớp bùn này bám một lớp cũng khá là dày, bạn trát xong thì các bạn cứ để ngoài khu vực ráo khoảng tầm khoảng 30 45 phút gì đi cho nó cái bùn nó bám chặt vào tí, rồi các bạn hẳn đi trồng. Các bạn coi tổng quan lại một cái phôi lần nữa nha. Đấy, trét xong rồi thấy cái phôi nó đen xấu xí không tưởng được, mong là hiệu quả chứ mà thấy cái cách trồng này nó hơi cực, cực lắm luôn so với lại cái trồng bình thường. Đây, mình trong thời gian chờ chờ khô mình đã chuẩn bị chậu sẵn rồi. Cái chất trồng quan trọng mình lót ở dưới vẫn là lớp cát, các bạn vẫn nhớ lo lót cái lớp thoát nước nha. Lớp thoát nước thì bạn có thể lót đá hoặc là trấu, vỏ trấu á, bạn lót phía dưới để đảm bảo là cái chậu luôn hút nước tốt là được. Đây mình lót một lớp cát đủ dày để mình cho phôi vào, bạn căn chỉnh cái phôi làm sao cho nó lên dáng cho đẹp luôn. Thì cái chậu này mình cũng để trồng luôn chứ mình không khai chậu nữa. Đây, bạn thấy nó cũng lên dáng cũng khá là hay rồi, lượng lắc eo co chân đầy đủ, chỉ cần thêm cái tán nữa. Cái tán này mình cho cái tán tán bay bay về hướng phía đuôi nữa là đẹp nha các bạn. Ê, mình đã trộn thêm cái chất trồng đợt này thì mình phía trên này đối với chậu nhỏ như vậy nè, mình thường là sẽ trộn chất trồng không phải là bằng cát, mình dùng trát kết hợp với lại đất vi sinh, thêm trấu sống, xơ dừa ủ, mình trộn theo cái tỷ lệ thích hợp.
cái tỷ lệ này thì mỗi bạn có một cách trồng trộn khác nhau á. Thì riêng mình thì cái cát tỷ lệ chính, cát sơ dừa, đất vi sinh. Cái đất vi sinh này nó cung cấp dinh dưỡng nha bạn. Sơ dừa dưới trấu này nó thì nó cung cấp giữ ẩm lại, cát thì nó thoát nước. Bạn cứ trộn theo tỷ lệ bạn muốn thôi, mình chia đều cũng được, không sao cả. Cát thì mình cho tỷ lệ cao một tí để tăng cái thoát nước lên, cái phôi nó cần thoát nước. Cái phía cái này là mình vẫn đang cho cát vào nha bạn. Cái là giai đoạn này thì mình ủ cái phần tiếp xúc trực tiếp với rễ phía dưới, mình vẫn là cho cát. Cái phía trên thì mình mới là ủ cái hỗn hợp chất trồng các bạn. Này trước tiên bạn phủ cát lên hết đi, phủ cát lên cho nó phủ mặt chậu. Toàn bộ cái phần này các bạn không để cho úng nước được nha, úng nước là cái rễ non ra nó sẽ bị chết ngay. Cái mùa này đặc biệt là mùa mưa nữa, miền Nam thì có ngày mưa, một ngày mưa 2 đến 3 lần vào chính vụ mưa. Nếu bạn không che chắn cẩn thận á, thì hiện tượng dư nước ẩm nước thì cái cây phôi bạn trồng 1 năm 2 năm vẫn khả năng chết được. Nên bạn rất là cẩn thận vào mùa mưa. Cái chậu thoát nước phải rất là tốt, cái chất thoát nước, chất trồng cũng phải thoát nước tốt. Hay bạn cứ cho đều tay vào, cho hết vào mặt chậu đi. Cái chậu này thì hôm qua mình đi tình cờ mình đi đi ngang cái chỗ bán chậu, mình thấy có một cặp chậu thuyền khá là hợp lý. Về thì mình mua, mình không biết chậu này bao nhiêu tiền nữa. Mình tới đó mình mua mà ông chủ không có nên chỉ còn cái bà chủ bà không biết giá luôn. Mình mua quen rồi nên mình cứ lấy về xong bữa sau mình ra trả tiền cũng được. Cặp chậu khá là duyên. Chậu này chậu gốm lên men truyền thống nha các bạn. Rất là bền. Đây, bạn cứ cho đều tay bạn cho nó len vào cái phần rễ luôn. Cái cát này thì bạn dùng cát xây dựng hạt to nha các bạn. Nếu các bạn không sợ vấn đề mà vệ sinh á, các bạn có thể là pha cái cát này vào nước á, bạn có thể là để lắng lắng một tí. Bạn xem cái nước á nó có cái vị mặn không nha. Nếu mà cát mà một số khu vực á, nó trộn cát gọi là cát dùng đất lợ á, rất là nguy hiểm. Cái cát săn lấp á, cái cát săn lấp rất là nguy hiểm tại vì nó chứa một lượng lớn mà khu vực mà đang bị ngập mặn các bạn, ngập mặn mà bạn hay hát cát đem về á, mà đem về mấy khu vực miền Tây á, mà đem lên á, nó sẽ ảnh hưởng tới cây mai rất là lớn. Nếu mà mua lỗ mua cát mặn vậy bạn phải xả nước ngọt lại các bạn trồng. Đây sau khi bác vào cát rồi á, bác vào cát xong xuôi hết rồi bác làm cái vanh đi. Cái vanh này mình dùng cái bầu V6 mình cắt ngắn lại thôi. Mình làm cái vanh thì bên đây cái rễ nó khá là dài nên mình sẽ chia ra hai vanh, vanh lớn vanh nhỏ. Cái vanh này mình nhớ đóng các cọc để cố định cái vanh lại cho không cái vanh nó không bị lỏng nha bạn. Bây giờ thì mình mới cho cái hỗn hợp chất trồng bao gồm cát, đất vi sinh, trấu sống, sơ dừa ủ này mình ủ khá là lâu rồi, cũng được chắc cũng cả tháng rồi đó. Thông thường mình ủ 5 ngày bạn xả nước khoảng 3 đến 4 lần. Nước nó chuyển sang màu trong trong, không còn màu màu đỏ đậm nữa thì bạn có thể sử dụng được. Nó có cái mùi ủ cũng khá là khó chịu. Này các bạn có cho cái dung dịch cái hỗn hợp chất trộn này phủ đều lên tới hết cái phần vanh nha bạn. Cái phần vanh này thì mục đích là nó sẽ giữ ẩm. Thứ hai là nó các rễ nó ra và nó hướng lên phần vanh ở trên rất là nhiều để nó hút chất dinh dưỡng ở phía trên đây. Cái này là cái chậu mình trồng cố định luôn, mình sẽ không khai cái chậu này. Mình chỉ cho cái cây nó ổn định, nó sống khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi, bắt đầu là mình sẽ loại bỏ bớt cái chất trồng khác phía dưới và cung cấp cái chất trồng hỗn hợp vào để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây luôn. Thời gian đầu mình chủ yếu là mình sẽ bón phân qua qua đường nước nha các bạn, tức là phân bón lá đó,
Hey. Nhớ là cái phôi khi mình đã trét bùn á, mình để ráo 45 phút cho nó bùn nó dính tạm thời vào cái phôi nha. Bạn làm nhẹ nhàng để tránh cái bùn nó trôi ra. Bạn có bỏ cát hoặc chất trồng lên một cách nhẹ bình thường thôi nha. Nhưng mình đã cho xong cái phôi lớn rồi đây. Phôi cái vành lớn rồi. Tiếp tục cho cái vành nhỏ cho đều. Cái phương pháp này trồng thì mình sẽ không tưới nước sau khi trồng nha các bạn. Mình đợi tầm 3 ngày, hàng ngày mình chỉ phun ẩm thôi. Phun ẩm nhẹ nhàng bên trên và xung quanh cái chậu. Mình dùng cái bộ xương đó, phun ẩm nhẹ nhàng trong 3 ngày đầu. 3 ngày đầu sau đó tới ngày thứ tư mình sẽ dùng cái chất kích rễ pha loãng của mình á, kích rễ siêu kích rễ Lâm Ngân á. Mình sẽ tưới đẫm. Lúc này thì cái bùn nó cũng bám vào phôi khá là chặt rồi, mình có thể tưới đẫm được. Mình tưới đẫm sau đó mình mới làm sạch cái bề mặt, cắt phía trên á, phía trên của cái phôi. Mình gọt nhẹ lại cái phần mặt cắt một tí, sau đó mình bôi keo vào. Rồi mình mới bọc, quấn màng ni lông á, cái phần mà lòi phía trên á. Cái phần mình không có ủ đất được thì mình sẽ quấn bọc ni lông vào, thì mình che thêm cái miếng vải bố phía trên để che mát trong vòng khoảng 25 ngày đầu trước khi mà ra mầm nha bạn. Đối với cái này mình sẽ ghép luôn. Cái mai Phú Yên thì mình thấy mặt hoa cũng khá được, tuy nhiên là riêng mình chơi bonsai cái cây này thì mình có ý tưởng mình phải tạo ra được một cái tán, mình gọi là tán tàn bay đó bạn, tàn bay ngược ngược về phía Tân Phú á, thì nó mới đẹp được. Nên mình chắc chắn mình sẽ ghép, mình ghép khoảng một bo, hai bo, ba bo, bốn bo, bốn bo, bo cuối cùng sẽ mình cho bay. Cái phương pháp trồng này thì mình không biết nó hiệu quả hay không, mình vẫn thực nghiệm. Bạn muốn biết nó hiệu quả hay không, bạn phải thực nghiệm thử như thế nào. Mình rất là quý trọng các bạn mà chia sẻ kinh nghiệm ngược lại mình nha các bạn. Đã có ý tưởng đã thực hiện thành công hay là chỉ trên ý tưởng thôi, bạn cứ chia sẻ. Các bạn muốn mình thực hiện ý tưởng đó, mình sẽ làm luôn. Mình sẽ làm cho các bạn xem như thế nào đó để mình chia sẻ cái cách trồng đó đối cho tất cả các mọi người cùng xem luôn. Các bạn nào thích thì áp dụng, còn bạn không thích thì bạn cứ trồng cái cách bình thường giống như trước cũng được. Đây mình có chuẩn bị sẵn miếng vải bố. Miếng vải bố này thì cái bạn bán phôi cho mình nó quấn thân luôn rất là kỹ. Mình tận dụng cái miếng vải bố này để mình che trong vòng 3 ngày đầu nha bạn. Giờ bạn che này, quá trình trồng đã hoàn tất rồi thì mình cứ giữ ẩm hàng ngày. 3 ngày sau thì mình sẽ xử lý cái phần mặt cắt lại, rồi mình quấn bọc ni lông và chăm như bình thường nhé bạn. Rồi, video mình kết thúc tại đây. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Các bạn có cần mình hỗ trợ kỹ thuật á, cứ vui lòng comment phía dưới, hoặc có thể là add Zalo hoặc Facebook của mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các bạn. Nhớ lưu ý các bạn phải xem các video nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào tạm biệt các bạn.